ta chỉ có 2 phút cùng Kiều Trinh nhanh như chớp. Quá đơn giản. Câu hỏi đầu tiên, chợ gì có tên một loại quả? Chợ này con gái đi rồi, con gái đi ăn trong đó đó, ở quận 3 đó. Chợ gì? Trong đó có bán bánh bèo, bánh nậm, bánh đồ, bánh kinh cua rồi đó. Chợ gì ở quận 3 mà có tên một loại quả? Ở quận 3 là có chợ Tân Định. Chợ Tân Định quận nhất, chị ba. Đợi chút con suy nghĩ coi. Ý là không lẽ ngay từ câu đầu đó đã không làm được gì. Khỉ ăn trái gì? Chợ chuối hả? Chợ gì? Chợ chuối. Nhắc tới cửa đó thôi chứ chắc gì nữa giờ. Trả lời đại rồi quá đi. Chợ khỉ. Chợ khỉ là... con chính xác. Ai biết? Chợ vườn chuối hả ta? Chợ vườn chuối. Chợ vườn chuối. Ủa có chợ vườn chuối. Vậy là hiểu câu sau rồi ha. Sao giờ là không được, đổi bộ chợ câu gì hỏi tên khác. Một loài hoa. Đồ cười. Thì chợ đó. Hoa. Chợ bán hoa là chợ hoa trời thì kỵ không vậy? Chợ gì có tên một loài hoa? Tức quá à. Vậy là bé chắc hay đi chợ ha. Dạ hay đi siêu thị. Không có đi chợ. Ta lời đại đi em. Khó. Trả lời đại đi. Ở vị trí này rồi có bất cứ điểm nào đâu mà. Dạ chợ. Chợ hoa thì có chợ Hồ Thị Kỷ thôi. Rồi không chính xác. Ai biết? Chợ vườn gì? Không biết ạ. À. Vườn đào. Vườn lai. À gì vậy? Trời ơi. Câu này phải biết. Chợ gì có tên chỉ vị trí bờ sông? Bến Thành. Đúng rồi, lên. Cái này dễ. Hồng mở cửa tiệm lấy tên là Hồng Tươi Sáng. Hỏi Hồng bán gì? Hàng tươi sống. Lên. Trứng cá ở đâu không phải của con cá? Trứng cá trên mặt mình. Trứng cá. Lên lên. Ôi ghê quá. Ủa gì cũng được đó hả? Ghê quá, được chứ. Mắt cá nào không biết nhìn? Mắt cá chân. Lên. Hay quá em ơi. Cùng tên. Cùng tên. Màu sắc tương đồng luôn. Màu sắc tương đồng. Nhưng một thứ thì để xây nhà, một thứ là để ăn. Măng, xây xi măng với lại măng ăn là măng. Không. Cùng tên màu sắc tương đồng. Cho trả lời lại đó. Xi măng với củ vàng. Gạch. Hả? Gạch. Lên. Giỏi vậy to. Giỏi quá. Trong cặp chim uyên ương, con trống hay con mái là chim uyên. Uyên ương thì một con là uyên, một con là ương, thì con trống hay con mái là uyên. Con trống là uyên. Lên. Không ngờ tới chứ gì. Cáo câu rồi em. Trời ơi phải không ngờ tới chứ gì. Tự tin chứ không được là tự cao tự đại nha chứ. Không em nói, con nói bé Thảo thôi. À, nói dám nói mọi không người đâu. Không ngờ tới chứ gì. Câu tiếp theo, gia đình mình đang xem mình nha. Chuồn chuồn đạp nước. Có thấy những chuồn chuồn bay trời không? Thích bay đạp xuống nước cái nó lên lại. Là hiện tượng chuồn chuồn làm gì? Nó đậu xuống nước hay nó ăn ta? Hay nó đẻ trứng? Nó đẻ trứng hả? Hỏi hay trả lời? Dạ trả lời đi. Lên. Trời ơi, lần đầu tiên lên được cao vậy luôn á ba má ơi. Điền từ còn thiếu vào câu sau. Thương chồng nấu thương cháo. Chồng nấu cháo. Chấm chấm. Nấu canh bông bí, nấu chè hạt sen. Thương chồng, chồng nấu cháo. Cháo. Nấu canh bông bí, nấu chè hạt sen. Hết giờ. Trời ơi, trời. Nấu cháo bầu phải không chú? Khó, câu này khó. Ý là, thôi từ từ, tôi xuống. Mấy câu ca dao này là nó giống như là thơ Lục Bát vậy đó. Thương chồng nấu cháo le le. Le le. Nấu canh bông bí, nấu chè. Trời ơi, vậy sao trả lời được? Con này không hiểu được. Khó. Cháo le le là cháo gì? Con biết chim không? Le le á con. À. Kiều Trinh mang về 7 đáp án liên tiếp, chúc mừng. Trời ơi. Và thưa quý vị, dễ với Kiều Trinh thì cũng sẽ dễ với lại Oanh Kiều. Đối với cùng một bộ câu hỏi, chúng ta chào đón sự trở lại của Oanh Kiều. Wow, bước đi quá tự tin. Dễ nha, dễ nha, dễ lắm bé. Em được nhiêu câu vậy? Is a 7. Thôi, lên ăn hành, xin mời. Ok,
Anh Kiều thì bình thường là giỏi về lĩnh vực nào? Không giỏi lĩnh vực nào ngoài việc em đóng phim thôi ạ. Bé chỉ giỏi một lĩnh vực mà chưa làm bao giờ là làm vợ. Chưa bao giờ làm vợ, nhưng mà em nghĩ là cô này cũng rất là biết nấu ăn nha. À đúng rồi, em biết nấu ăn. Đó, thấy chưa? Vậy tức là nữ công gia chánh hay biết làm mọi thứ. Dạ. Nhưng mà đó, thì đó. Chứ rồi em thấy tốc độ xàm vậy thì chắc là em chỉ cần em có sự nhấp nhô ở đây thôi em cũng thấy vui rồi. Nhấp nhô thôi hả? Nhấp nhô. Chỉ cần nhấp nhô thôi. Đỡ mất mặt với lại anh chị em đang xem chương trình của em. Kính thưa quý vị, Oanh Kiều đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Chợ gì có tên một loại quả? Ở thành phố Hồ Chí Minh mình đó. Chợ quận 3 đó. Nghe nói là có quận 3 ở đâu đó. À, chợ một loại quả. Liệt kê thử xem, liệt kê thử xem mình biết chợ gì. Chợ, chợ gì ta? Em ít đi chợ nên là không biết. Ồ, chợ gì. Nhìn là biết chợ. Là thích đi chợ rồi đó. Chợ, chợ gì quận 3 mà con khỉ ăn trái gì? Chợ... Con khỉ ăn trái gì ta? Chuối, chợ vườn chuối. Đó. Chính xác, hay quá. Được. Chợ gì có tên một loại hoa? Tên một loại hoa, chợ... Chợ gì ta? Liệt kê đi, liệt kê thử xem. Chợ bông, chợ cầu bông, chợ... Có cầu bông chứ có chợ cầu bông hồi nào. chợ bông, hoa, chợ huệ, hoa huệ. chợ gì ta? Chợ... Hoa huệ tới gì? Nãy chị đang liệt kê gần hoa lan, chợ... Tiếp luôn. Chợ lan, chợ gì? Cúc đào. Đáp án cuối cùng. Thôi em nói đại chợ đào. Rồi không chính xác. Chợ gì chị? Đáp án là chợ vườn lài. Chợ gì có tên chỉ vị trí ở bờ sông? Đố chữ. Có tên vị trí ở bờ sông. Bờ sông. Chợ bông. Chợ. Ngoài quận nhất mình. Chợ đó. Gì? Ngoài quận nhất. Ngoài quận nhất á. Ngoài quận nhất mình á. Đố nghe chữ tên là chị? Biết liền luôn. Nghe tên là bờ sông hả? Bờ kè. Chợ bờ kè là chợ gì? Chợ gì đó? Ôi em nói đại chợ bờ kè đi cho qua rồi. Đi chị. Em không biết. Buồn quá. Chợ gì vậy chị? Đáp án là chợ Bến Thành. Tức đúng không? Bến. Quá tức luôn. Ai uổng quá. Đây sẽ là đố chữ. Hồng mở cửa tiệm lấy tên là Hồng Tươi Sáng, hỏi Hồng bán gì? Hàng tươi sống. Chính xác. Yeah. Rồi. Trứng cá ở đâu không phải của con cá? Cái trứng cá. Chính đúng xác rồi. Luôn. Mắt cá nào không biết nhìn? Mắt cá chân. Chính xác. Cùng tên màu sắc tương đồng nhưng một thứ để xây nhà, một thứ là món ăn, đó là gì? Cái gì chị đọc lại em không nghe rõ. Cùng tên màu sắc tương đồng nhưng một thứ là để xây nhà, một thứ là món ăn. Gạch cua, gạch. Đúng rồi. Giỏi quá. Rồi. Trong cặp chim uyên ương, con trống hay con mái là chim uyên? Uyên ương. Chim uyên ương thì là... Trống là uyên hay là mái là uyên? Gì vậy? Chắc là... Em chưa nói được nhắc. Con tiếng không em điều đánh. Em nghĩ là uyên ương. Ương. Uyên, uyên, uyển chuyển. Vậy cho em nghĩ là ương đi. Ương là trống hay là uyên là trống? Ương là trống. Ương là trống à? Không chính xác. Không chính xác. Đáp án là con trống tên uyên, con mái tên ương. Chuồn chuồn đạp nước là hiện tượng chỉ con chuồn chuồn làm gì? À, uống nước. Uống nước. Không chính xác. Đáp án là đẻ trứng. Điền từ còn thiếu vào câu sau. Thương chồng nấu cháo chấm chấm chấm, nấu canh bông bí, nấu chè hạt sen. Thương chồng nấu cháo cho chồng, nấu canh bông bí. Cháo gì? Thương chồng nấu cháo thịt bằm. Đáp án là lê lê. Tê lê. Người ta đố là thương chồng nấu cháo chấm chấm, nấu canh với chè hạt sen. Hỏi là nấu gì? Nó thương chồng nấu cháo cho chồng. Không lẽ thương chồng nấu cháo cho hàng xóm? Dễ thương nha. Kính thưa quý vị, như vậy là Văn Kiều đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu.